con thấy các tu sĩ và cư sĩ phật giáo phát triển đề xướng việc dùng con địa lông tức con dùng đất để chữa bệnh bằng cách nuốt sống chúng vào miệng mặc dù họ chủ trương ăn chay họ chia sẻ thông tin ấy lên các trang mạng xã hội và diễn đàn khiến con cảm thấy vô cùng phản cảm là một phật tử sinh sư, sư cho con lời khuyên nên có thái độ như thế nào đối với các tu sĩ và đạo hữu có đề xướng ấy. À, khi mà sư à, tìm hiểu những thông tin ở trên mạng về cái vấn đề này đó thì sư thấy một cái vấn đề khá thú vị là một cái cô nghệ sĩ à, nói nghệ sĩ nó cũng kỳ. Bởi vì thời buổi bây giờ người ta hát được vài câu diễn được vài bộ phim thì được nhiều một vài người yêu mến thì mặc nhiên người ta nhảy lên làm nghệ sĩ như còn cái từ nghệ sĩ mà hồi xưa đó nó quý lắm nó không không phải là ai cũng có thể lên làm nghệ sĩ đâu thì thôi thì cứ tạm gọi là cái cô nghệ sĩ này đó một thời gian cổ từng tuyên bố là cổ ăn chay ăn chay trường À, thiên hạ thì nhào vô tán thưởng rất là ghê gớm nhưng mà về sau thì cổ lại chủ trương ăn nuốt dung đất để mà chữa bệnh thì quả thật như vậy đó à, khi chúng sanh vô minh thì cái mà không đáng sợ họ lại sợ mà cái cần phải sợ họ lại không sợ trong kinh pháp cú đức thế tôn nói cái hạng người như vậy đó thì chắc chắn tái sanh vào cái đường ác thú tức là những cái khổ cảnh địa ngục ngạ quỷ súc sanh không tránh khỏi đấy ngày hôm qua khi mà sư giảng về kinh pháp cú đó, sư đã nói rồi à, nếu như một người đó vì lợi ích của họ mà họ sát sanh ấy. họ sát sanh thì dù cho họ có dùng nó vì cái lý do chữa bệnh, vì lý do nuôi mạng à, và quả thật nó có thể chữa bệnh, nó có thể nuôi mạng thì do cái tà kiến đó đó họ sẽ đi xuống những cái khổ cảnh Đấy. À, ở ở nhà sư á, gia đình sư là gia đình làm y à, à, có người bác à, làm đông y hồi xưa đó hồi xưa thì từng làm chủ tịch hội đông y quận 3 thành phố hồ chí minh nói như vậy để quý vị biết là cũng không phải là cái hạng mà tôm tép nhảy nhép thì ở trong đông y họ có một cái phương thuốc dùng cái từ là cứu mạng cứu mạng người À, mà phải dùng cái con mà con cù lần ừ, phải giết nó mà cái phương pháp giết nó rất là tàn nhẫn đó là bỏ cái con cù lần đó vào trong một cái siêu đất á. rồi nấu lên nấu lên ừ, nấu sống nấu sống thì à, cái phương thuốc đó là dùng để cứu mạng người nhưng mà cả một đời khi mà sư ở với chung với người bác của sư À, từ hồi nhỏ đến lớn cho đến khi à, người bác sư đi à, đi Mỹ thì từ nhỏ đến lớn thì à, sư chỉ biết là à, bác của sư chỉ dùng 3 lần thôi 3 lần để cứu mạng người có nghĩa là đương nhiên là khi làm khi làm y sĩ đó, khi làm bác sĩ thì rất nhiều những trường hợp cứu mạng người À, nhưng mà cái chuyện này là cái chuyện chẳng đặng đừng phải nói là uh, nó như thế nào đó thì mới làm thôi uh, và một lần ở trong đó đó là để uh, cứu uh, bố của sư mà lúc đó thì cái ký ức của sư nó rất là mơ hồ thôi tại vì hình như lúc đó chỉ cỡ chừng 6 tuổi hay 8 tuổi nhưng rất là nhỏ đấy và về sau thấy hai biết hai lần nữa một lần biết và một lần thấy À, và sư nghe nói lại là cái phương thuốc này nó rất là nó rất là ác cho nên nó là không có chủ trương à, nói như vậy để quý vị thấy là ngay cả đối với những vị mà bác sĩ thì có những cái phương thuốc mặc dù có thể cứu mạng người đó nhưng mà cũng rất là dè dặt cũng rất là dè chừng khi mà phải làm những cái chuyện như vậy muốn chi à, sanh mạng nào thì cũng là sanh mạng chúng sanh nào cũng tham sống sợ chết đấy à, cho nên trong kinh pháp cú Đức Phật nói chúng sanh nào mà cũng muốn có được hạnh phúc thì cái hạnh phúc an lạc của chúng sanh đó không thể nào dựa trên sự đau khổ của chúng sanh khác. Nếu như chúng ta tìm cầu sự an lạc của mình dựa trên sự đau khổ của chúng sanh khác, thì những quả báo khổ đau sẽ đến với chúng ta. Và những người không có chánh kiến, những người có tà kiến, họ sẽ vì cái lợi ích trước mắt, họ sẽ vì do sợ hãi căn bệnh, sợ hãi cái chết, mà họ đi đến cái việc phạm giới sắc xanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu thì dù cho nó có thể nha dù ngay cả trường trong trường hợp nó có thể cứu mạng họ trong thời điểm đó nhưng mà nó cũng sẽ đem lại những quả báo nặng nề à, sư đưa ra một cái trường hợp sư giả sử nếu thôi sư nếu tại vì sư không phải là một nhà khoa học để mà sư có thể nói là cái việc nuốt con dung đất đó đó là nó à, chữa bệnh được hay không chữa bệnh được à, sư không có thẩm quyền nhưng mà nó như thế này khi mà một người nghĩ rằng cái chuyện mà mình nuốt con dung đất để mà mình chữa bệnh thì họ không nghĩ đến lời dạy của đức thế tôn đó là cái căn bệnh đó cái, cái căn bệnh covid này đó. Nếu như mà họ bị bệnh và họ chết do cái căn bệnh covid này thì cái bệnh covid này đó nó chỉ khiến cho họ đau khổ gần chết hoặc là chết thôi. Giỏi lắm là chỉ làm cho họ chết thôi. Nhưng mà cái con covid này đó nó không thể nào đưa họ đi xuống địa ngục. Nhưng mà khi họ nuốt con dung đất này thì chính con dung đất này nó sẽ đưa họ đi xuống địa ngục. Và chịu những cái quả báo lâu dài. À, nhưng mà chúng sanh ấy. Bệnh trước mắt thì họ sợ. Chứ còn địa ngục thì họ không có sợ. Do đâu? Do vô minh. À, và đối với những người chủ trương như vậy. Thì quý vị lại nhớ dùm một cái câu này. Ở trong Pháp Cú. Vừa mới dạy xong ngày hôm qua. Đó là gì? Kẻ ngu biết mình ngu. Nhờ vậy thành kẻ trí Kẻ ngu tưởng mình trí Đó gọi là trí ngu Đó mới là kẻ ngu Tức là khi mà chúng ta biết Cái việc đó là cái việc nuốt dụng đất Là cái việc phạm giới Mình biết như vậy Cho nên mình chấp nhận người ta kêu mình ngu Chấp nhận kêu mình ngu Giả sử trong trường hợp có thể chữa bệnh nha tại vì sư không có thẩm quyền y tế sư không nói được cái này nhưng mà giả sử ngay cả trường hợp nó có thể chữa bệnh chúng ta vẫn từ chối chúng ta không có nuốt nó thì nhờ như vậy đó, dù cho người ta có kêu mình là cái đứa ngu nhưng mà mình lại được những cái bậc có thiền trí đó khen là người có trí còn mình đó, tưởng mình khôn mình tưởng mình khôn À, mình nuốt con dung đất để vì mục đích chữa bệnh thì cái người ngu tưởng là mình trí thì cái chúng sanh đó thật sự là kẻ ngu bởi vì họ đang đào lấy cái gốc rễ của đời này và đời sau chắc chắn cái cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh nó không xa thành ra sư nói hoài sư nói nhiều người có khi là họ Họ giận sư tại vì họ không có hiểu sư cái chuyện mà quý vị ăn uống nó chỉ là cái thói quen thôi quý vị muốn ăn rau củ thì đó là chuyện của quý vị quý vị muốn ăn thịt thì đó là chuyện của quý vị cái chuyện ăn uống nó chỉ là thói quen thôi nó không giúp cho quý vị phát triển trí tuệ được nha nó không giúp quý vị phát triển chánh kiến được nó không giúp quý vị phát triển tâm từ được nó không giúp quý vị đè nén những cái phiền não được nó không giúp quý vị giải quyết cái tâm tham được nó không giúp quý vị giải quyết tâm sân được nó không giúp quý vị bỏ đi cái tâm si tức là cái tà kiến được và nó không giúp quý vị đi ra khỏi cái dòng sanh tử luân hồi bởi vì ăn uống nó chỉ là cái thói quen thôi chúng ta muốn cái chánh kiến thì phải học những lời dạy của thế tôn để biết cái gì nên làm và không nên làm muốn giải quyết cái tâm sân thì phát triển tâm từ muốn giải quyết tâm tham thì phát triển cái sự ly dục. Đấy, chứ còn bản thân chuyện ăn uống nó không giúp gì, nó chỉ là thói quen ăn uống thôi ha. Bằng chứng là khích lệ cũng ăn chay đó. và trong trường hợp là những những vị này thì cũng chủ trương ăn chay đó. Sư thì sư không có bài xích, sư không có hiềm khích, sư không Ờ, có gọi là cái 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 cái, cái phân biệt chủng tộc ừ. không có phân biệt chủng tộc nhưng mà chính những con người như vậy chính những con người như vậy khiến cho người ta phải nghĩ lại cái tác dụng thật sự của cái việc ăn chay đó nó có tác dụng hay không đấy chứ sư bây giờ thì sư cũng tranh thủ ăn nhiều rau củ hả tại vì biết rau củ nó tốt sức khỏe sư không xong cái bài xích gì chuyện này nhưng mà cái ăn thì nó vào bụng nhưng mà cái vào đầu của mình ấy nó là thứ khác à, còn đối với những vị mà đã khởi sướng cái chuyện như vậy cái thái độ của quý vị á chỉ đơn giản là để qua một bên đừng quan tâm đến họ À, như là trong kinh pháp cú nói trong cái đường sanh tử luân hồi nếu như không tìm được người bằng mình hoặc hơn mình thì đừng có đi cùng với kẻ ngu Đây. À, đi gần với người trí đó thì như là gần với người thân còn đi gần với kẻ ngu như là đi gần với kẻ thù, cái này cũng là trong kinh pháp cứu thôi. Ừ? À, nếu không gặp bạn đồng hành, hiền minh chân chánh hiểu rành lối đi, như vua bỏ nước vong suy, như voi rừng thẳm thà đi một mình. Đấy. cứ như vậy đó, à, những cái người mà không có giới hạnh, à, những cái người mà khuyến khích người khác phạm giới và chính bản thân họ cũng phạm giới thì mình tránh được là tốt nhất nên tránh xa không nên tiếp xúc với họ à. À, và tốt nhất là để họ rơi vào ở trong cái dòng quên lãng bởi vì thời buổi này có một số người lạ lắm họ tìm cách để họ gây chú ý họ tìm cách họ gây chú ý dù cho cái chuyện đó là chuyện tốt hay là chuyện xấu ví dụ như những cái người nghệ sĩ đã một lần nữa nói nghệ sĩ nó kỳ nó phỉ bán cái cái hai cái danh từ nghệ sĩ những người làm nghệ thuật đi là những người làm nghệ thuật mà như cũng không thấy nghệ thuật gì của họ hết à, nói chung là những người tham gia cái làng giải trí đó ừ thỉnh thoảng thì họ xì ra những cái xì canh đan à, Lòi ra những cái hình à, ảnh khiêu gợi thì rồi những cái vị tu sĩ thì đôi khi có những cái phát ngôn uh, nó sai lầm những những phát mô ngôn ngông cuồng trái quấy thì có đôi khi sâu thẳm ở trong đó đó họ chỉ muốn được nổi tiếng thôi họ chỉ muốn được người khác biết đến thôi và dù là thiên hạ có khen hay có chửi thì họ cũng đã đạt được mục đích đó là được mọi người biết đến và để người ta biết là tôi chưa có chết đâu à, tôi vẫn còn đấy. cái tên tuổi tôi vẫn còn đó cái chuyện mà chúng ta có thể làm là gì không để ý đến không phản ứng nào. không phản ứng trong tương ương bộ kinh ấy, à, vua trời đế thích à, và một, à, và vua watula đó à, có một cái trận chiến thì lúc tới bây giờ tới vua Atula chú Atula bại trận thì uh, bị bắt chối uh, và chú Atula chửi chửi uh, vua trời đế thích chửi bằng những cái lời lẽ rất là nặng nề thì vua trời đế thích mới im lặng uhm, có cái vị bị đánh xe đó, cái vị thiên thần đánh uh, chịu trách nhiệm đánh xe uh, mới nói là bây giờ ngài sau ngài không dùng cái quyền lực không dùng vũ lực để mà ngài làm cho người ta im lặng để mà ngự trị để mà thống trị con người này thì vui trời để thích mới nói là tốt nhất là cứ tham nhẫn đi im lặng đi thì cái vị đánh xe mới nói đó là nếu như mà mình im lặng như vậy đó thì người ta sẽ đắc ý nghĩ là mình là cái người nhu nhược và người ta là cái kẻ chiến thắng Vui chị đấy thích nói đó cứ để những kẻ ngu họ tự hào uhm, cái việc của họ đi cái người trí tham nhẫn và chính bởi vì mình kham nhẫn mình chiến thắng hai lần tức là chiến thắng chính mình và chiến thắng đối phương thành ra những cái kẻ ngu như vậy đó họ cứ tung hô họ cứ tha hồ phát ngôn bậy bạ mình cái chuyện tốt nhất là để cho họ đi vào quên lãng họ có vùng vẫy như thế nào đi nữa cũng không ai nhắc tới họ họ có làm những chuyện điên rồ đi nữa cũng không ai nhắc tới họ thì như vậy đó họ sẽ rơi vào quên lãng và những cái người mà cố để nổi tiếng như vậy đó cái họ sợ nhất là gì họ sợ nhất là người ta không có lý tới họ không để ý tới họ không nhắc gì tới họ thành ra đó mình hãy làm theo cách đó khiến cho họ rơi vào trong quên lãng hmm?